Hello, bà Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ ba, ngày 5 tháng 4 năm 2022. Loan Lộc xin kính chúc tất cả quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Một người phụ nữ ở Virginia đã phát hiện mình trúng số sau khi ném vé vào thùng rác. Tin từ Texas, massage trá hình, nhiều người bị bắt, trong đó có một người phụ nữ gốc Việt. Một ông gốc Việt đã bị cướp tài sản và bị hành hung đến thiệt mạng ở New York. Công ty Twitter sẽ bổ nhiệm tỷ phú Elon Musk vào ban điều hành. Đại bồi thẩm đoàn điều tra Hunter Biden hỏi nhân chứng danh tánh của Big Guy. Mỹ thử nghiệm thành công hỏa tiễn siêu vượt âm nhưng không công bố. Chiến sự Ukraine kéo dài khiến ngành công nghiệp xe hơi khủng hoảng. Hoa Kỳ bán thêm máy bay chiến đấu cho châu Âu. Liên minh châu Âu đã lên kế hoạch trừng phạt hai con gái của ông Putin. Thị trưởng Ukraine bị Nga tra tấn, ném thi thể gia đình ba người vào hố chôn tập thể. Đức tuyên bố kiểm soát chi nhánh công ty dầu khí Nga để bảo đảm an ninh. Tình hình liên quan chiến sự ở Ukraine, Nga phóng tên lửa vào trung tâm huấn luyện đặc nhiệm của Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi Hội đồng Bảo an điều tra Nga tội ác chiến tranh, buộc ông Putin phải chịu trách nhiệm. Tin Việt Nam, Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị, tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, một người phụ nữ ở Virginia đã phát hiện mình trúng số sau khi ném vé vào thùng rác. Cô nhận ra mình đã trúng giải độc đắc xổ số trị giá 110.000 đô la sau khi chiếc vé trúng thưởng đã bị ném vào thùng rác. Các viên chức xổ số của tiểu bang cho biết Mary Elliott đã hốt hoảng khi nhận ra mình đã trùng khớp cả 5 con số trúng giải trong kỳ quay số của ngày 24 tháng 2 với xổ số Easy Match. Tuy nhiên, cô không thể tìm thấy tấm vé 2 đô la của mình. Khi tôi thấy tôi đã thắng, tôi run rẩy để đi tìm tấm vé số đó, cô nói. Và người phụ nữ này ngay lập tức phải bới những cái thùng rác và đã tìm thấy chiếc vé chỉ còn có một mảnh. Nhưng may mắn là mã vạch trên tờ vé số đã không bị rách. Sau khi mà để tờ vé số khô lại thì cô đã mang đến văn phòng xổ số của tiểu bang, nơi các viên chức xác nhận trúng giải và trao thưởng cho cô là 110.000 đô la. Và cô đã mua tấm vé số trúng thưởng này tại Food Lion ở Dewin, Virginia. Và cô đã chọn những cái con số này bằng cách là sử dụng ngày sinh quan trọng của mình, bao gồm cả ngày sinh của con trai đã qua đời cách đây vài năm. Theo Washington Post đưa tin thì trò chơi Virginia's Cash Five với Easy Match có giải độc đắc quay vòng bắt đầu với số tiền tối thiểu là 100.000 đô la. Nếu không có ai trùng khớp với tất cả 5 số thưởng, giải độc đắc sẽ tăng lên cho lần quay tiếp theo. Tỷ lệ trùng khớp của tất cả 5 con số để trúng giải độc đắc là 1 trong 749.398. Hay quá ha, thì cũng giống như những giải khác thôi, nếu mà mình không trúng đợt này thì đợt sau họ sẽ cộng cái đợt cũ dồn vào đợt sau này để cho cái người đằng sau cái số nó tăng lên nữa, số tiền tăng lên. Mà hên vô thùng rác mà moi ra mà tìm được, mà cũng hên cái là cái vạch nó không có bị rách đi là không thể nào lãnh được ha. Mà may mắn là cái mã vạch vẫn còn, và khi mà đem đến những cái người mà trúng giải thì họ chấp nhận. Chứ nhiều chỗ nha, họ nói là rách là không nhận đâu, đúng không? Chắc tức chết luôn, tức luôn á. Tin từ Texas, massage trá hình, nhiều người bị bắt, trong đó có một người phụ nữ gốc Việt. Cơ quan thực thi mật vụ đã bắt giữ hai phụ nữ vào cuối tháng trước. Đoàn Nguyễn đã bị buộc tội vi phạm giấy phép hành nghề trị liệu massage. Kanchana Curtis đã bị buộc tội vi phạm giấy phép hành nghề trị liệu massage và mại dâm. Theo một bản khai vào ngày 31 tháng 3, các thám tử bí mật đã đến một cơ sở kinh doanh massage tại số 709 North County Road West, Texas để kiểm tra nơi cơ sở kinh doanh này. Khi đến nơi thì Curtis đồng ý thực hiện hành vi quan hệ để mà đổi lấy 300 đô la. Hơn nữa, các thám tử cho biết không một nhân viên nào có thể cung cấp giấy phép hoạt động cho nghề trị liệu massage do tiểu bang Texas cung cấp. Cả hai người phụ nữ đều đã bị bắt vào ngày thứ hai. Tiền thế chân của Nguyễn được đặt ở mức là 500 đô la và tiền thế chân của Curtis được đặt ở mức là 1.000 đô la. Hai vụ bắt giữ này xảy ra sau một hoạt động lớn hơn được tiến hành trước đó vào tháng 3. Trong hoạt động kéo dài 2 ngày nhằm chống những cái tệ nạn mại dâm, thì OPD đã bắt giữ 6 người và thu số tiền bất hợp pháp là 23.000 đô la. Những người bị bắt trong vụ đó là Sucho, Pawane Tachi, Valesuk, Sunyon, Li Thai, Kuyung Won, tất cả đều ở lứa tuổi từ 40 cho tới 60.
Một ông gốc Việt đã bị cướp tài sản và bị hành hung đến thiệt mạng ở New York. Theo như lời của nhà chức trách tại tiểu bang New York vào ngày thứ Hai, khi đã thông báo về trường hợp của ông Thái Nguyễn, 64 tuổi, là nạn nhân đã bị đánh tàn bạo, cướp điện thoại, tiền và thẻ tín dụng và rồi qua đời trong bệnh viện 3 tháng sau khi họ nói rằng ông bị đánh chết ở ngoài đường vào một đêm trong tháng 9 năm 2021. 6 tháng sau ngày xảy ra án mạng, cảnh sát mới cho biết một thanh niên 27 tuổi đã bị truy tố tội sát nhân liên quan đến sự qua đời của ông Thái. Trong cùng đêm xảy ra án mạng vào ngày 19 tháng 9 năm 2021, cảnh sát từng ghi nhận có thêm hai người đàn ông khác bị cướp và bị đánh dưới phố Albany. Hai người này đã sống sót mặc dù bị tấn công hung dữ không kém gì người đàn ông kia. Về trường hợp của ông Thái Nguyễn, cảnh sát được gọi đến công viên Lincoln Park sau khi có người báo tin có một ông đang nằm trong bụi cây với những vết thương trên cơ thể. Khi đến nơi thì cảnh sát tìm thấy ông Thái Nguyễn bị nhiều vết thương trên mặt và trên đầu, kể cả vài chiếc răng đã bị gãy mất và bị nứt xương. Ông được chở vào nhà thương Albany Medical Center Hospital, nơi ông trút hơi thở cuối cùng vào ngày 21 tháng 12 năm 2021. Cái chết của ông là án mạng thứ 18 của thành phố vào năm ngoái. Thế nhưng cảnh sát đã không tiết lộ thông tin này cho đến thứ Hai, ngày 4 tháng 4 năm 2022, khi mà họ công bố hồ sơ để khởi tố nghi can. Và cảnh sát đã tin rằng người đánh chết ông Thái là Nicholas Lewis, 27 tuổi, người này đã cướp hai người đàn ông khác trong cùng đêm đó và cũng đánh đập họ rất là tàn bạo, nhưng mà hai nạn nhân may mắn còn sống sót. Hai tiếng đồng hồ sau khi mà tìm thấy ông Thái Nguyễn, cảnh sát đã được gọi đến một địa điểm khác gần góc đường Maiden Lane và James Street, nơi có một người đàn ông 45 tuổi cũng bị thương nặng trên đầu. Và ông này cũng đã được đưa đến bệnh viện Albany Medical Center Hospital và bị chấn thương não bộ. Nạn nhân thứ ba được cảnh sát biết tới là khoảng 20 phút sau, khi mà ông thứ nhì được đưa vào bệnh viện. Ông này 61 tuổi và bị đánh ở công trường Clinton Square. Ông ta bị hung thủ yêu cầu đưa tiền và đấm vào mặt. Hồ sơ cho thấy hung thủ Nicholas Lewis từng ngồi tù gần 7 năm vì tội đâm gần một chục nhát dao vào một người đàn ông năm 2013. Lần này nếu bị kết tội giết ông Thái, anh ta có thể ở tù suốt đời. Các bản tin không cho biết các chi tiết về gia đình của nạn nhân gốc Việt này. Có nhiều người khi mà họ lỡ sai lầm một lần, họ vào tù và họ ra họ hoàn lương, họ không còn làm như vậy nữa. Nhưng mà những cái người như vậy nè, khi mà họ ra tù rồi, họ vẫn tiếp tục con đường, họ vẫn coi như là hung hăng với là mọi người, và khi cướp tiền người ta còn muốn luôn thủ tiêu, coi như là hại người ta luôn. Đúng, thật sự là người này quá nguy hiểm khi nguy hiểm mà để quá họ tồn tại ở bên ngoài xã hội. Cái người này đúng là phải ở tù suốt đời ha thưa quý vị. Chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ mà hung hăng hại biết bao nhiêu người. Công ty Twitter sẽ bổ nhiệm tỷ phú Elon Musk vào ban điều hành. Vừa trở thành cổ đông lớn nhất của Twitter, tỷ phú Elon Musk sẽ tham gia vào ban điều hành của mạng xã hội nổi tiếng này. Vào ngày 5 tháng 4, giám đốc điều hành của Twitter, ông Parag Agrawal đã thông báo rằng mạng xã hội này sẽ bổ nhiệm tỷ phú công nghệ Elon Musk vào ban điều hành của công ty. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi có thông tin rằng ông Elon Musk đã mua 9,2% cổ phần của Twitter, qua đó trở thành cổ đông lớn nhất của Twitter. Tôi rất vui được chia sẻ rằng chúng tôi sẽ bổ nhiệm ông Elon Musk vào ban điều hành của công ty này, CEO Agrawal đã viết. Qua các cuộc trò chuyện với Elon trong những tuần gần đây, chúng tôi thấy rõ rằng anh ấy sẽ mang lại giá trị to lớn cho công ty của chúng tôi. Anh ấy vừa là một người cuồng nhiệt, vừa là người chỉ trích mạnh mẽ về dịch vụ của Twitter. Đây chính là những gì chúng tôi cần trong ban điều hành để giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn về lâu dài. Chào mừng Elon, CEO của Twitter đã viết. Ông Elon Musk đã trả lời ngay sau đó, cho biết rằng ông sẽ chấp nhận vị trí này, mong được làm việc với ban điều hành để tạo ra những cải tiến đáng kể cho Twitter trong những tháng tới, ông Musk đã viết. Và trước đó thì hãng đã cho biết là ông Elon Musk hiện có số cổ phiếu gấp 4 lần người sáng lập Twitter là Jack Dorsey, người sở hữu 2,25%. Tháng trước thì tỷ phú Elon Musk đã đề nghị những người theo dõi ông trả lời thăm dò về quyền tự do ngôn luận và sự tuân thủ của Twitter. Ông nhấn mạnh rằng hậu quả của cuộc thăm dò này sẽ rất quan trọng. Tự do ngôn luận là điều cần thiết cho một nền dân chủ. Bạn có tin rằng Twitter tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc này hay không? Ông Elon Musk đã hỏi những người theo dõi và kết quả của cuộc thăm dò là rất quan trọng. Hãy bình chọn cẩn thận. Hay quá ha.
ông này đúng là nói là rất làm, là hay, nói là làm, nói là thấy cái cách làm việc này coi bộ không được, bây giờ phải làm sao thì tôi sẽ gia nhập vào công ty này để mà tôi có thể, hy vọng ông có thể thay đổi. Thì cái ông là người có cổ phần lớn nhất ở trong Twitter thì cái tiếng nói của ông cũng mạnh hơn nữa, và nhất là hãy mà ông có những cái gọi là phát ngôn mà ở trên Twitter thì không có bị xóa. Đại bồi thẩm đoàn điều tra Hunter Biden hỏi nhân chứng danh tánh của Big Guy. Đại bồi thẩm đoàn cuộc điều tra Hunter Biden yêu cầu một nhân chứng xác định danh tính của Big Guy được nhắc đến trong trao đổi liên quan đến giao dịch kinh doanh của con trai đương kim tổng thống với một công ty năng lượng của Trung Quốc. Câu hỏi được đặt ra sau khi nhân chứng được cho là xem bằng chứng email khi khai kín trước đại bồi thẩm đoàn ở Wilmington, Delaware. Email bom tấn để ngày 13 tháng 3 năm 2017 được tờ New York Post loan tin vào tháng 10 năm 2020. Trong đó cho thấy nhà đầu tư James Giller trao đổi cụ thể về thỏa thuận kinh doanh với công ty năng lượng Trung Quốc CEFC. Trong email gửi cho chính ông ta, cộng sự kinh doanh của Hunter Biden, Rob Walker, James và Hunter Biden, Giller đã vạch ra tỷ lệ chủ sở hữu trong một công ty liên doanh với CEFC và nhắc đến H nắm giữ 10 cho Big Guy cũng như là 10 cho Jim. Dường như H là Hunter Biden và Jim là em trai của ông Joe Biden. Câu trả lời của nhân chứng không được tiết lộ, nhưng một số người suy đoán Big Guy ở đây là Tổng thống Joe Biden, làm dấy lên khả năng ông chủ Tòa Bạch Ốc có thể bị kéo vào một cuộc điều tra hình sự. Cho đến nay, Tòa Bạch Ốc kiên quyết khẳng định ông Joe Biden không dính líu đến cuộc điều tra và con trai của ông cũng không phạm tội. Khi tin tức về nội dung nằm trong chiếc máy điện toán được cho rằng là của Hunter Biden bị bỏ rơi tại một tiệm sửa loan ra ngoài, thì nhiều cơ quan truyền thông đã tỏ ra nghi ngờ tính xác thực của nó. Thậm chí các công ty kỹ thuật lớn cũng đã nhảy vào cuộc, ngăn chặn lan truyền thông tin này vào những tuần cuối cùng kỳ bầu cử năm 2020. Trong những tuần gần đây thì New York Times và Politico đều xác nhận ít nhất một số nội dung trong máy điện toán này là xác thực. Cộng sự trước đây của Hunter Biden là Tony Bobulinski, một cựu chiến binh hải quân, vào tháng 10 năm 2020 đã chứng thực tính chính xác của email trên và nhấn mạnh ông lớn là ứng cử viên tổng thống Joe Biden vào lúc đó. Và Washington Post mới đây đã loan tin về những email được xác minh làm sáng tỏ một thỏa thuận Hunter Biden phát triển với tập đoàn năng lượng Trung Quốc đang phát triển rất nhanh, đó là CEFC. Trong đó Hunter Biden được trả gần 5 triệu Mỹ Kim và những mối liên hệ kinh doanh khác. Tổng thống Joe Biden giữ khoảng cách với những thỏa thuận kinh doanh nước ngoài của con trai. Cuối tuần qua, Đồng lý Tòa Bạch Ốc tuyên bố, Tổng thống chắc chắn con trai mình không vi phạm luật hay làm gì trái đạo đức khi liên quan đến Trung Quốc. Tất nhiên, Tổng thống tự tin rằng con trai của ông không vi phạm luật, Ron Klain đã nói trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình This Week của ABC News. Nhưng điều quan trọng như tôi nói, đó là vấn đề sẽ do Bộ Tư pháp quyết định thông qua thủ tục hợp pháp. Đó là điều mà không ai ở Tòa Bạch Ốc dính dáng vào. Không lâu sau cuộc bầu cử năm 2020, Hunter Biden tiết lộ đang bị liên bang điều tra. Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về những hoạt động kinh doanh của Hunter Biden đã tăng mạnh trong những tháng gần đây với nhiều nhân chứng cung cấp lời khai cho các nhà điều tra. Do Biện lý Hoa Kỳ ở Wilmington, Delaware lãnh đạo, cuộc điều tra được khởi sự vào đầu năm 2018, nhắm vào nhiều hoạt động kinh doanh và tài chánh của Hunter Biden ở nước ngoài, từ thời ông Joe Biden còn làm phó tổng thống. Các nhà điều tra xem xét liệu con trai của đương kim tổng thống và một số cộng sự của anh có vi phạm luật chống rửa tiền, luật vận động hành lang nước ngoài và thuế, cũng như các quy định về vũ khí và những quy định khác hay không. Nhiều nguồn tin đã cho hay, nhân viên thực thi công lực đã thu thập thông tin từ các nhà vận động hành lang có mối quan hệ với Hunter Biden, từ các đối tác kinh doanh và những người quan sát các giao dịch tài chánh của anh ta, trong đó có người phụ nữ có con với Hunter Biden. Mỹ thử nghiệm thành công hỏa tiễn siêu vượt âm nhưng không công bố. Quan chức Bộ Quốc phòng cho biết Mỹ đã thử nghiệm thành công hỏa tiễn siêu vượt âm vào giữa tháng 3 năm nay, nhưng giữ im lặng trong 2 tuần để tránh sự căng thẳng với Nga. Quan chức Bộ Quốc phòng cho biết hỏa tiễn SAWC được phóng từ máy bay ném bom B-52 ở ngoài khơi bờ biển phía Tây của Mỹ. SAWC cũng là tên một dự án nhằm tạo ra một hỏa tiễn có kích thước
nhỏ, có khả năng hoạt động linh hoạt, tấn công tầm xa và tấn công chính xác hoặc tấn công trúng mục tiêu nằm trong lớp phòng thủ dày đặc. Quan chức quốc phòng Mỹ không nói nhiều về vụ thử, chỉ biết hỏa tiễn HAWC bay với tốc độ 5 Mach, có nghĩa là trên 6.170 km/h, là khoảng 3.800 miles/h, thưa quý vị. Ở độ cao gần 20 km là khoảng 6.500 feet và bay hơn 480 cây số trong vòng chưa đầy 5 phút. 480 cây số là vào khoảng 300 miles, thưa quý vị. Vụ thử này diễn ra vài ngày sau khi mà Nga đã xác nhận sử dụng hỏa tiễn siêu vượt âm tại Ukraine nhắm vào kho đạn dược ở miền Tây nước này vào ngày 18 tháng 3. Và Bộ Quốc phòng của Nga cho biết là hỏa tiễn siêu vượt âm King Hoa là hỏa tiễn hiện đại nhất được nước Nga chế tạo, quý vị. Và tuy nhiên thì các quan chức của Mỹ không đánh giá cao cái loại vũ khí này của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Lloyd Austin thông tin ông không xem việc Nga cho tên lửa King Hoa tham chiến có thể thay đổi được cuộc chơi. Và hỏa tiễn này là phiên bản phóng từ trên không của hỏa tiễn tầm đạo ngắn Iskander của Nga. Nói cách khác, nó có thể là một biến thể của một công nghệ không có mới. Trong khi đó thì hỏa tiễn của Mỹ phức tạp hơn, SAWC không có đầu đạn, thay vào đó dựa vào động năng để mà tiêu diệt mục tiêu. Đây là lần thứ hai mà Mỹ đã phóng thành công hỏa tiễn SAWC và là vụ phóng đầu tiên cùng phiên bản với động cơ của Lockheed Martin, lần đầu tiên thử nghiệm vào tháng 9 năm ngoái. Và không quân Mỹ đã thử nghiệm SAWC được trang bị động cơ phản lực Northrop Grumman. Chiến sự Ukraine kéo dài khiến ngành công nghiệp xe hơi khủng hoảng. Ngành công nghiệp xe hơi thế giới vốn đã chịu nhiều tác động khó khăn từ thiếu hụt nguyên vật liệu trong đại dịch và tình hình trở nên tồi tệ hơn khi xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài. Nhiều hãng sản xuất xe đang có nhiều đơn đặt hàng linh kiện bị hủy do chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy trong đại dịch. Điều này khiến các hãng sản xuất xe không đạt được chỉ tiêu, dẫn đến nhu cầu vượt với sự cung cấp trong bối cảnh thế giới đang hồi phục mạnh mẽ với thời kỳ hậu dịch bệnh hiện nay. Hàng loạt hãng xe ô tô nổi tiếng như BMW, Mercedes, Toyota, Hyundai đang rơi vào tình thế rất là khó khăn do thiếu nguyên liệu, vật liệu sản xuất xe. Số liệu của tạp chí Asia Nikkei cho thấy doanh số ngành xe hơi đã giảm xuống 15% trên toàn cầu bởi tác động của dịch bệnh. Tình hình nguồn cung cấp vật liệu cho các hãng sản xuất xe có khả năng khan hiếm hơn do xung đột Nga và Ukraine, và do hai quốc gia này là những nhà cung cấp nguyên liệu sản xuất phụ tùng xe hàng đầu thế giới. Ukraine là nơi sản xuất hệ thống dẫn điện quan trọng cho xe hơi. Ước tính nước này đã cung cấp khoảng 10-15% thị phần xe hơi ở châu Âu. Trong khi đó, Nga là nước cung cấp 10% nickel cho thế giới để tạo ra nguồn pin cho xe điện. Nga và Ukraine còn là những nhà xuất khẩu lớn nhiên liệu về nhôm, thép cho ngành sản xuất xe hơi. Và hãng tin AP cho biết Mỹ là một trong những cường quốc về ngành công nghiệp xe hơi, nhập đến 70% nhiên liệu sản xuất xe hơi từ Nga và Ukraine. Chiến dịch ở Ukraine cũng đã đang ảnh hưởng đến Volkswagen, BMW và Porsche. Những hãng này phụ thuộc vào nguồn cung cấp dây nịt an toàn được sản xuất tại Ukraine. Hoa Kỳ bán thêm máy bay chiến đấu cho châu Âu. Hoa Kỳ đã thông qua thương vụ bán 8 máy bay chiến đấu F-16 cho Bulgaria. Thương vụ được cho là sẽ giúp tăng cường năng lực phòng thủ của NATO ở khu vực. Hãng tin Reuters đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4 tháng 4 đã phê duyệt thương vụ bán 8 chiếc máy bay chiến đấu F-16 trị giá hơn 1,6 tỷ đô la cho Bulgaria trong một nỗ lực giúp quốc gia thành viên NATO này hiện đại hóa quân đội. Tuy nhiên hiện chưa rõ F-16 bán cho Bulgaria thuộc phiên bản nào. Ngoài các máy bay này, Mỹ cũng sẽ cung cấp những hỏa tiễn, các cảm biến và linh kiện thay thế. Thương vụ được đề xuất sẽ thúc đẩy chính sách đối ngoại và các mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ bằng việc giúp nâng cao năng lực đối phó các mối đe dọa hiện tại và tương lai cho một đồng minh NATO. Đó là một động lực cho sự ổn định và phát triển kinh tế ở châu Âu. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ vào ngày 4 tháng 4 cho biết, cơ quan này cũng cho hay thương vụ cho phép Bulgaria khai triển tiêm kích hiện đại thường xuyên ở Hắc Hải. Nhưng mà họ đã nhấn mạnh thương vụ không nhằm làm thay đổi cán cân quân sự ở khu vực. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh các nước thành viên NATO đang cân nhắc cung cấp máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine, và Bulgaria đã trở thành thành viên của NATO từ năm 2004. Nước này đang theo đuổi kế hoạch thay đổi
thế phi đội bay MiG-29 từ thời Liên Xô cũ. Tuy nhiên, người phát ngôn của Ngũ Giác Đài đã cho biết thương vụ F-16 này không ràng buộc Bulgaria phải cung cấp MiG-29 cho Ukraine. Liên minh châu Âu đã lên kế hoạch trừng phạt hai con gái của ông Putin. Theo các nhà ngoại giao quen thuộc với kế hoạch, một hành động sẽ bổ sung các thành viên gia đình thân cận nhất của Tổng thống Nga vào danh sách ngày càng tăng các cá nhân bị trừng phạt trong nỗ lực gây áp lực với Moscow về cuộc xâm lược Nga. Các nước thành viên châu Âu vẫn phải thông qua các lệnh trừng phạt nằm trong số hàng chục lệnh có mục tiêu mới được đề nghị và đóng băng tài sản đối với các doanh nhân, chính trị gia, viên chức Nga và gia đình của họ. Các viên chức châu Âu đã công bố chi tiết về các lệnh trừng phạt mới trước đó vào ngày thứ Ba. Chúng bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than của Nga, cắt giảm khả năng tiếp cận của các hàng không mẫu hạm Nga và tàu vận tải đường bộ của Nga vào khối, các hạn chế nhằm vào các nhà tài phiệt và gia đình của họ, cũng như việc ngăn chặn một số hoạt động xuất khẩu máy móc công nghệ cao. Ông Putin không công khai về gia đình mình. Ông có hai con gái với người vợ cũ, không biết liệu ông Putin có những người con khác hay không, và không thể biết được liệu những cô con gái đang bị nhắm tới trong các lệnh trừng phạt của châu Âu có phải là những người mà ông đã công khai thừa nhận hay không. Được biết là vào năm 2013 thì cuộc hôn nhân của Tổng thống Vladimir Putin đã kết thúc. Thị trưởng Ukraine bị Nga tra tấn, ném thi thể gia đình ba người vào hố chôn tập thể. Sau nhiều tuần không đạt được mục tiêu trong cuộc xâm lược Ukraine, Điện Kremlin đang có dấu hiệu thay đổi chiến thuật, rút quân ra khỏi khu vực chung quanh Kiev và Bắc Ukraine. Khi Ukraine giành lại làng mạc, thành phố nơi quân Nga chiếm đóng trước đây, mức độ tàn bạo của binh lính xâm lược từ từ hiện lên rõ ràng. Thị trưởng của làng Mozin đã bị mất tích trong thời gian Nga tấn công và chiếm đóng thành phố Buka cùng những khu vực chung quanh. Nhưng mới đây, Olga Sukhen được phát giác bị quân Nga hành quyết và ném thi thể vào một ngôi mộ tập thể cùng với thi thể của chồng và con bà. Đây không phải là một hoạt động giải thoát hay trao đổi tù nhân. Theo những chứng cứ đáng tin cậy, đây là hành động quân Nga bắt giữ và hành quyết một gia đình dân thường. Và tệ hơn nữa, họ không nằm ngoài ngoại lệ. Khi rút khỏi Kiev và miền Bắc của Ukraine, quân Nga để lại sau lưng một núi bằng chứng về những hành động tàn bạo đối với dân thường. Những kẻ chiếm đóng tình nghi họ đang phối hợp với quân đội của chúng tôi, mật báo cho chúng tôi vị trí mục tiêu pháo kích. Những kẻ cặn bã này đã tra tấn, tàn sát và giết chết cả gia đình. Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine, ông Anton Herashenko đã nói. Hình ảnh những ngôi mộ tập thể và xác người nằm rải rác trên đường phố Buka và những nơi khác đã gây rúng động trên thế giới. Nhiều người đã cáo buộc Nga đã tiến hành diệt chủng ở Ukraine. Những gì quý vị nhìn thấy ở đây, những gì họ làm đối với thành phố hiện đại này là đặc điểm của quân đội Nga. Họ đối xử với con người tồi tệ hơn thú vật. Đây là tội ác chiến tranh và sẽ được cả thế giới công nhận là hành động diệt chủng. Tổng thống Zelensky đã tuyên bố từ đống đổ nát của Buka. Đức tuyên bố kiểm soát chi nhánh công ty dầu khí Nga để bảo đảm an ninh. Vào ngày 4 tháng 4, Đức tuyên bố sẽ tạm thời kiểm soát Gazprom Germania, chi nhánh của tập đoàn khí đốt khổng lồ Nga Gazprom, để bảo đảm việc cung cấp năng lượng. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck vào ngày 4 tháng 4 thông báo công ty Gazprom Germania, chi nhánh của tập đoàn khí đốt khổng lồ Nga, sẽ tạm thời được cơ quan chức năng Đức quản lý để bảo đảm an ninh năng lượng. Trước đó, Gazprom vào ngày 1 tháng 4 đã chấm dứt quan hệ với Gazprom Germania và các tài sản liên quan. Bộ trưởng Habeck cho biết quyền biểu quyết của các cổ đông trong công ty sẽ được chuyển cho cơ quan quản lý năng lượng Đức Bundesnetzgesetz. Hành động này giúp cho việc bảo vệ an ninh, trật tự công cộng và duy trì sự an toàn của nguồn cung cấp. Đây là hành động chúng tôi bắt buộc phải làm, ông Habeck đã nói. Bundesnetzagentur sẽ nắm quyền kiểm soát Gazprom Germania đến ngày 30 tháng 9. Cơ quan này có quyền sa thải các thành viên ban quản lý, thuê nhân viên mới và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm nguồn năng lượng. Bộ Kinh tế Đức cũng cho biết, việc làm này nhằm ngăn chặn khả năng công ty cổ phần của Palmari, dịch vụ kinh doanh sản xuất của Gazprom LLC, cả hai công ty đều của Nga, mua lại Gazprom Germania. Chúng tôi sẽ không để cơ sở hạ tầng, năng lượng phụ thuộc vào các quyết định của Điện Kremlin, Bộ trưởng Habeck đã nói thêm. Gazprom không đưa chi tiết hoặc giải thích về việc chấm dứt quan hệ với Gazprom Germania và tất cả tài sản của công ty này, bao gồm các công ty con ở Anh, Thụy Sĩ và Cộng hòa Séc.
Tình hình liên quan chiến sự ở Ukraine, Nga phóng tên lửa vào trung tâm huấn luyện đặc nhiệm của Ukraine. Giao tranh vẫn đang diễn ra tại một số khu vực ở Ukraine trong bối cảnh phương Tây đang xem xét áp dụng thêm một đợt trừng phạt mới lên Nga. Reuters đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình với truyền thông địa phương ngày 5 tháng 4 cho biết những nỗ lực của Ukraine nhằm đẩy lùi quân đội Nga tại Mariupol đang gặp khó khăn. Thành phố cảng ở phía nam của Ukraine đã bị Nga bao vây trong nhiều tuần qua. Ông Zelensky cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị một kế hoạch giúp di tản những người bị thương ra khỏi thành phố, nhưng cảnh báo rằng kế hoạch này phụ thuộc vào ý chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ukraine cũng thông báo đang chuẩn bị để đối phó với khoảng 60.000 lính dự bị của Nga sẽ được khai triển đến miền đông Ukraine. Quân đội Nga đã dùng bom đạn chùm ở thành phố Mykolaiv, Bộ Tổng âm mưu Ukraine cho biết ngày 5 tháng 4. Nga chưa phản hồi các thông tin và cáo buộc trên. Tuy nhiên, Nga luôn tuyên bố là nước này không nhắm vào các mục tiêu quân sự. Cùng ngày 5 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tàu chở hỏa tiễn thuộc hạm đội Hắc Hải của Nga đã bắn một loạt 7 hỏa tiễn hành trình Kalib vào các mục tiêu mặt đất trên lãnh thổ của Ukraine. Hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenko cho biết các lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng vũ khí tầm xa phóng từ tàu vào một trung tâm huấn luyện của lực lượng đặc nhiệm Ukraine gần Oshakiv, thành phố Mykolaiv. Ông Konashenko cũng thông báo Nga đã phá hủy 398 máy bay không người lái, 214 bệ phóng tên lửa và 1969 xe tăng, 226 hệ thống hỏa tiễn phòng không, 852 xe pháo giả chiến và súng cối, cùng 1873 xe quân sự đặc biệt của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Nga. Đồng thời thì ông Konashenko cũng đã cho biết lực lượng hàng không vũ trụ của Nga đã phá hủy 134 mục tiêu quân sự của Ukraine trong một ngày qua, bao gồm 8 cơ sở chỉ huy, một radar dẫn đường S-300 SAM và tổ hợp Tokayu. Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi Hội đồng Bảo an điều tra Nga tội ác chiến tranh, buộc ông Putin phải chịu trách nhiệm. Ông Volodymyr Zelensky vào sáng thứ Ba có bài phát biểu dữ dội qua truyền hình trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, kêu gọi điều tra tội ác chiến tranh để buộc quân đội Nga phải chịu trách nhiệm trước hàng trăm thi thể dân thường nằm trên đường phố hay trong những ngôi mộ tập thể đang làm cả thế giới phẫn nộ. Zelensky mở đầu bài nói của mình lên án hành động Nga bằng những gì ông chứng kiến đã xảy ra ở Bucha, cáo buộc không có tội ác nào mà họ không phạm ở đó. Quân Nga tăng cường và cố tình sát hại bất cứ ai đang phục vụ quốc gia chúng tôi. Chúng bắn và giết phụ nữ ngay bên ngoài nhà của họ khi họ đang tìm cách gọi ai đó. Chúng giết toàn bộ gia đình, người già, trẻ em và tìm cách đốt xác người. Tôi đang nói với quý vị nhân danh những người mỗi ngày tưởng nhớ người đã khuất. Những dân thường bị chết, họ bị bắn chết từ sau đầu sau khi bị tra tấn. Một số họ bị bắn trên đường phố. Zelensky cáo buộc quân Nga giết hại dân thường ở Bucha chỉ để thỏa mãn thú tính. Chúng chặt tay chân, cắt họng, hãm hiếp phụ nữ rồi giết họ ngay trước con cái của họ. Chúng kéo lưỡi họ ra khỏi họng chỉ vì không muốn nghe những gì họ nói. Những hành động này không khác gì những tên khủng bố khác. Zelensky cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hay, ông biết trước Nga sẽ đổ lỗi cho những người khác chỉ để biện minh cho hành động của chính họ ở Ukraine. Họ sẽ bảo, có nhiều câu chuyện khác nhau, không thể xác định câu chuyện nào đúng là sự thật. Tổng thống Ukraine nói, họ sẽ bảo những thi thể ở đó, những thi thể bị ném vào hố và tất cả những băng hình, hình ảnh đều là do dàn dựng. Nhưng bây giờ là năm 2022, chúng tôi có những chứng cứ thuyết phục từ hình ảnh cho thấy những gì thực sự xảy ra trong cuộc tấn công ở Bucha. Ông đã kêu gọi xét xử tội phạm chiến tranh đối với bất cứ ai ra lệnh tấn công sát hại dân thường, tương tự như các phiên tòa ở Nuremberg xảy ra vào Thế chiến thứ hai khi mà Đức Quốc xã đã bị đưa ra xét xử. Và trong bài phát biểu thì Tổng thống Zelensky đã hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bảo đảm an ninh cho Ukraine. An ninh mà Hội đồng Bảo an cần phải bảo đảm ở đâu? Không có ở đó, mặc dù có một Hội đồng Bảo an. Vì vậy, hòa bình ở đâu? Những bảo đảm mà Liên Hiệp Quốc cần là gì? Ông Zelensky đã đặt câu hỏi. Tôi muốn nhắc quý vị về điều khoản 1 chương 1 trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Mục đích của tổ chức chúng ta là gì? Mục đích là duy trì hòa bình. Và bây giờ Hiến chương Liên Hiệp Quốc bị vi phạm trắng trợn, bắt đầu với điều khoản 1. Ý nghĩa của tất cả các điều khoản khác là gì? Ông cho biết ông muốn những cuộc điều tra đầy đủ và minh bạch
cho ký giả truyền thông truy cập tối đa, hợp tác tối đa với tổ chức quốc tế, tham gia và tòa hình sự quốc tế hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi đoán chắc tất cả các thành viên Liên Hiệp Quốc nên quan tâm đến vấn đề này. Để làm gì? Để trừng phạt một lần và đối với tất cả những ai đang tự xem mình có đặc quyền và tin rằng họ có thể thoát ra được bất cứ chuyện gì mà mình đã gây ra. Vì vậy, hãy cho tất cả những kẻ tội phạm chiến tranh trên thế giới biết chúng sẽ bị trừng phạt bằng cách nào nếu kẻ đầu sỏ bị trừng phạt. Đại sứ Mỹ tại NATO cho hay, NATO đang thu thập những chứng cứ buộc Tổng thống Nga Putin chịu trách nhiệm trước tội ác chiến tranh này. Bên cạnh đó thì ngày càng nhiều quốc gia trục xuất nhân viên ngoại giao của Nga. Chủ tịch Liên minh châu Âu là Ursula von der Leyen vào thứ Ba thông báo biện pháp chế tài mới chống lại Moscow sau một núi chứng cứ sự tàn bạo quân Nga đã gây ra ở Bucha. Và Liên minh châu Âu sẽ cấm nhập than trị giá hơn 4 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Những sự tàn bạo này không thể và không được để không có câu trả lời, bà von der Leyen đã nói. Những biện pháp mới sẽ cần phê chuẩn từ 27 quốc gia thành viên. Tin Việt Nam, Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một ngày sau vụ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu của tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch doanh nghiệp này bị bắt vào đêm ngày 5 tháng 4. Ông Dũng bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan vụ bắt giữ, ông Tô Ân Sô là người phát ngôn của Bộ Công an được dẫn lời. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến việc phát hành trái phiếu, huy động tiền nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh. Ngoài ông Dũng, cơ quan điều tra cũng bắt và khởi tố 6 người khác là thuộc cấp của ông. Ông Sô cũng cho biết thêm, kết quả điều tra xác định từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Ngôi Sao Việt, Khách sạn Soleil và Cung điện Mùa Đông cùng một số công ty liên quan phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật. Tổng trị giá là 10.300 tỷ đồng Việt Nam, là vào khoảng 450 triệu đô la để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Và theo một tờ báo thì ông Dũng được biết đến là một đại gia trong giới bất động sản. Tập đoàn do ông đứng đầu thực hiện nhiều dự án sang trọng nằm ở các vị trí đắc địa. Tuy nhiên thì đi liền với tên tuổi đó là những chuyện lùm xùm liên quan đến những dự án hồi cuối năm 2021. Công ty Ngôi Sao Việt thuộc tập đoàn của Tân Hoàng Minh gây xôn xao dư luận khi trúng đấu giá lô đất ở Thủ Thiêm trị giá là 24,500 tỷ đồng, là khoảng 1 tỷ đô la. Tuy vậy thì tới tháng Giêng thì ông Dũng đã bất ngờ khi mà gửi ra tâm thư đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xin lỗi và giải bày chuyện mà tập đoàn của ông đã bỏ cọc ở lô đất ở Thủ Thiêm. Lá thư viết, sau khi trúng đấu giá với giá cao như vậy, chúng tôi đã suy nghĩ và lắng nghe rất nhiều từ dư luận theo các chiều khác nhau và cho thấy rằng đấu giá trúng ở mức cao như vậy có thể dẫn đến hệ lụy không tốt, đặc biệt sau khi tiếp thu ý kiến nhận định của Bộ trưởng Tài chính tại kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ nhất vừa qua. Ông Dũng cũng đã biện hộ rằng việc bỏ cọc là để bảo đảm cho một phần ổn định thị trường kinh doanh bất động sản, lợi ích của tập thể, của xã hội lên trên. Ngoài ông Dũng thì nhà chức trách khởi tố bắt giam thêm 6 bị can khác gồm Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Trần Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông, Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và Phùng Thế Tính là nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, luật sư Tạ Anh Tuấn, trưởng phòng luật sư Bách Gia Luật và Liên Danh. Nhìn nhận vụ việc này nghiêm trọng với số tiền thu lợi bất chính lớn, với việc chiếm đoạt tới hơn 10.300 tỷ Việt Nam đồng và các bị can khó tránh khỏi tình tiết khung phạt cao nhất cho tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Và luật này cũng cho biết là những người nào có thủ đoạn gian dối đoạt tài sản của người khác mà tổng giá trị tài sản có trị giá từ 500 triệu đồng trở lên sẽ đối mặt với mức án là 12 đến 20 năm tù hoặc là tính tù chung thân. Do đây là một vụ án có đồng phạm thì cơ quan sẽ điều tra rõ và cái mức đóng góp của từng bị can trong việc cùng với ông Dũng chiếm đoạt số tiền hơn 10.300 tỷ đồng. Nếu mà có căn cứ xác định thì 6 nghi can còn lại đã giúp sức tích cực tạo điều kiện thuận lợi để mà cho ông Dũng lừa cái số tiền trên thì họ sẽ bị xử lý về tội danh và tình tiết định khung tương tự như là ông chủ tịch Tân Hoàng Minh, luật sư này đã cho biết. Được biết ông Đỗ Anh Dũng cũng đã đoạt rất là nhiều giải thưởng cao quý ở bên Việt Nam. Năm 2003 đạt giải thưởng Sao Đỏ, được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu doanh nhân trẻ Thăng Long và doanh nghiệp trẻ tiêu biểu năm 2003 của thành phố Hà Nội. Năm 2004 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực kinh tế. Và cũng trong năm này, ông vinh dự nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt và giải thưởng Cúp Vàng Thương hiệu cùng nhiều giải thưởng khác. Ngày 25 tháng 5 năm 2014, tập đoàn Tân Hoàng Minh là một trong 10 đơn vị được vinh danh top 10 trong chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam. Ông Dũng cũng được biết là có hai người vợ, và người vợ đầu tiên của ông là bà Nguyễn Thị Hồng Phúc đã mất vào năm 2005 vì căn bệnh hiểm nghèo. Sau khi mất thì ông Đỗ Anh Dũng đã có một cái mối quan hệ với lại người thứ hai là Hoa hậu Đền Hùng Giáng My. Tuy nhiên cả hai người cũng đã đường ai nấy đi sau khi có với nhau một cô con gái tên là Anh Sa. Và hiện tại thì ông vẫn độc thân. Ông có ba người con là Đỗ Hoàng Minh, Đỗ Hoàng Việt và Anh Sa. Rồi, tin chính đã hết. Giờ tới phần tin phụ nha. Loan, Loan, anh sẽ gọi tên em. Anh gọi lộn em. Anh không có dám gọi lộn em. Nhiều khi trong giấc mơ cũng không dám lộn. Tại vì giấc mơ say qua mà nghe lộn cái là búp, té xuống giường. Thì ghê quá, làm như tôi dữ lắm vậy. Tưởng tượng vậy mà, mình mơ mà. Té xuống giường là Gia Linh á, đạp té xuống giường á, chứ Hồng Loan không có đạp đâu. Không. Gia Linh mà nghe mà ba mà nhìn cô khác mà ra đường mà cô nào mà bận đồ hơi hở chút mà ba mà nhìn một cái là không qua khỏi cặp mắt của Gia Linh. Thật chú quý vị luôn nha, ngày xưa đó thì đi chơi với người yêu, đây người yêu mình đây, đi chơi ra ngoài đường gặp một cô gái khác không dám nhìn ngước lên. Bây giờ có con rồi, con 10 tuổi đi cũng không dám nhìn luôn. Nhìn cái y chang như mẹ nó đó. Ba, ba nhìn cái gì vậy? Ba nhìn mây, nhìn trời con. Không, ba nhìn cái cô đó đó, con thấy ra bà đó rõ ràng. Không có con, ba vô tình con mắt ba để thôi. Ba đi gọi là mơ mộng thôi. Không có đâu, con thấy ba rõ ràng, con ba nhìn mà. Dám nói y chang như mẹ nó, mẹ nó nói nào? Hồi xưa giờ thì không có, không biết có không. Hồi nãy nói đó, đi chơi với người yêu mà phải khẳng định là người yêu mình đây, tại vì sợ Hồng Loan hỏi người yêu nào đúng cái gì. Học thêm cái cụ cụ già mà nói honey honey đó, cứ kêu là honey đi rồi khỏi đỡ bị lộn. Ok, kể chuyện đi Bảo Lộc ơi. Rồi, nghe chuyện vui ha. Ừ. Thì có câu chuyện gì, có người cha kêu một đám con đứng ra và hỏi, bây giờ ba hỏi các con nè, đứa nào lấy tiền trong bóp của ba hả? Đứa nào lấy? Cái người mẹ mới nghe vậy lớn tiếng quá, mẹ mới chạy lên. Cái người mẹ nói, anh sao anh không nghĩ là em lấy tiền mà lại nghĩ tụi con lấy tiền tội nghiệp tụi nó? Người chồng trả lời, không, lấy cái kiểu đó đó là chắc chắn là không phải là em lấy. Cái người vợ mới nói, sao vậy, sao mà anh nói là chắc chắn là không phải em lấy? Người chồng liền trả lời, vì trong bóp vẫn còn một số ít tiền. Em lấy là không còn một đồng nào hết, mà trong bóp anh vẫn còn tiền, có nghĩa là không phải em lấy. Không có đâu. Vậy là người này lầm rồi. Hồng Loan lấy là lúc nào cũng trừ lại 5 đồng. Trời ơi. Ây à, bây giờ á, đổ ga lông xăng không đủ nữa quý vị. Nó giỡn mà như quý vị, không có kẹo tới mức độ vậy đâu. Trời ơi. Trời ơi. 6 đồng. Ok, ngày hôm nay Lộc và Loan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương và đã chia sẻ những chương trình cho Loan và Lộc. Luôn mong nhận được những sự góp ý, like, share, subscribe và comment từ quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.